Quyết tâm chấm dứt tình trạng ngư dân đưa tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Ngay đầu mùa khai thác hải sản, đồn biên phòng Sa Huỳnh, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ con người, phương tiện trước khi xuất bến vươn khơi. Đầu mùa biển mới, cảng cá Sa Huỳnh tấp nập tàu thuyền xuất bến đi biển. Đồn biên phòng Sa Huỳnh tổ chức lực lượng túc trực tại cảng, kiểm tra thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị chống khai thác IUU. Đặc biệt kiểm soát chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình, ngăn chặn tình trạng ngắt kết nối trước khi vươn khơi. Đối với các tàu trước khi xuất bến, trạm tiến hành kiểm tra thực tế tại tàu về các trang thiết bị, đặc biệt là chú trọng đến cái thiết bị giám sát hành trình còn niêm phong kịp trì và có tín hiệu trên hệ thống, đồng thời là cho các yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng là ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật khi khai thác thủy sản tại vùng biển Việt Nam, không xâm phạm biển nước ngoài. Năm 2022, đồn biên phòng Sa Huỳnh phát hiện và xử lý 6 tàu cá trên địa bàn ngắt thiết bị giám sát hành trình. Vì vậy, ngoài việc truy xuất, theo dõi hoạt động trên biển của nhóm tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU, đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động chủ tàu từ bỏ ý định vi phạm vùng biển nước ngoài. Và trong cái dịp Tết vừa qua, thì chúng tôi cùng ăn cùng ở, cùng bám nhân dân và đồng thời kết hợp là tuyên truyền nhân dân, từ đó nhân dân đã nhận thức được cái việc là đánh bắt khai thác thủy sản bất hợp pháp sai quy định là không đúng pháp luật. Thì hy vọng rằng trong cái thời gian đến, với những giải pháp đồng bộ của đơn vị cũng như là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thì việc khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định của dân sẽ chấm dứt. Nếu như mà người khai thác đây mà mình vi phạm cái vùng khai thác của IUU đưa ra thì đâu có được xuất khẩu, cho nên là người dân quy phải chấp hành cái đó mới được sản phẩm ca gù mới được xuất khẩu qua IUU. Lại rút được cái thị vàng của Ủy ban châu Âu đưa ra, nghề cá mình mới phát triển lên chứ. Đồn biên phòng Sa Huỳnh quản lý gần 1.000 tàu cá chiều dài từ 15 mét trở lên. Đồng hành cùng ngư dân bám biển, đồn biên phòng Sa Huỳnh tổ chức thăm hỏi, tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ nhằm động viên ngư dân vươn khơi sản xuất, góp phần bảo vệ các vùng biển xa bờ thuộc chủ quyền của Việt Nam.